Ok đây các bạn, thì ở trong video trước mình đã có trên tay cho bạn xem một laptop gaming cao cấp nhất của nhà Asus ha. Thì trong lúc này mình sẽ trên tay tiếp cho bạn xem nữa, nhưng mà đến từ thương hiệu là MSI Team Rồng Đỏ ha. Thì đây là cái con laptop Ryder GE78HX. Thì hiện tại là cái giá bán của con này đang có trên thị trường, mình có tham khảo thì nó khoảng là 119 triệu cho phiên bản có hình cao cấp nhất. Thì nó đây các bạn ha. Đó. Thì để xem coi là liệu với giá bán là 119 triệu thì bạn sẽ có được những cái gì. Thì đây là một con laptop gọi là cận cao cấp ha, nó còn một phiên bản cao nhất là dòng GT, tức là dòng Titan đó, thì nó sẽ là mắc nhất. Ok, thì điểm sơ qua về thiết kế thì cái điểm ấn tượng với mình nhất trên con laptop này đó chính là cái dải đèn LED phía trước đây. Đây bạn ha, rõ ràng. Phải nói là cái con này á, so với lại cái phiên bản trước á, thì nó chỉ là một cái đèn LED mà nó là dạng đục mờ nha. Nhưng mà với cái phiên bản mới này á, thì giờ là cái LED của nó được làm ốp một cái phần nhựa màu khói trong suốt và để lộ những cái phần LED bên trong, và nó là nhìn nó rất đẹp. Nó làm mình liên tưởng đến những cái đèn đu những chiếc gọi là xe hoặc là siêu xe các bạn. Nhìn rất là ngầu nha, và cái hiệu ứng chuyển đèn của nó phải nói là rất là mượt. Nhưng mà chính vì cái điểm thiết kế quá đẹp này nó dẫn đến một cái nhược điểm. Bạn sẽ phải kỹ nha, chứ bạn mà bỏ cái laptop này chung với là những cái vật dụng là như là chìa khóa nọ thì nó làm dây chày xước và sẽ làm mất đi cái tính thẩm mỹ của cái khu vực này. Thì đó là về cái điểm nhấn lớn nhất. Còn về những cái chi tiết khác như là về cái phần phía trước đây ha, đây là cái phía trước của cái laptop á, thì cái phần logo á, thì mình nhớ không lầm á, là trước đây thì MSI họ dùng những cái logo thiết kế dạng phẳng không có đèn ha, thì bây giờ MSI đã quay trở lại với thiết kế này, nó sẽ có LED RGB và cũng như là dạng mạc rơm bóng các bạn ha. Và mình cũng lưu ý luôn nha là cái chi tiết này á, cũng sẽ rất là dễ bị chè xước, cho nên là bạn sẽ cần phải lưu ý. Rồi còn như là cái phần gáy phía sau nè ha, sẽ để lại cái khu vực là một cái hốc tản nhiệt rất là lớn ở hai bên đó, và những cái cục nối rất là cơ bản đây, và một số những cái chi tiết như là cái tông màu vàng đồng nè, những chi tiết viền đỏ để mà tạo cái điểm nhấn chính cho cái chiếc máy này. Nhìn chung thì mình đánh giá là cái chiếc Ryder GE78HX này á, nó vẫn sẽ có điểm nhấn chính là cái LED này, cho mình xài á, bảo đảm là sẽ rất là thu hút người xung quanh. Còn về trọng lượng á, thì như mình nói là con laptop này các bạn, nó nặng khoảng hơn 3 kg, mình nhớ không lầm là khoảng 3 kg 1 á, và do là nó có một cái kích thước mình lớn, cho nên là cái việc mình mang theo con laptop này để mình đi làm hoặc đi chơi ngoài cà phê á, thì nó cũng hơi nặng nề nha, chưa kể đồ lặt vặt nữa. Và cái sạc con này các bạn nó cũng khá là lớn đó, cho nên là bạn mà có mang đi làm thì nên lưu tâm. Ngoài ra thì mình thấy là hãng cũng rất chăm chút cho cái phần mặt chứa của chiếc máy nha. Đây mình thấy mặt chứa của nó nè. Nhưng thấy thì ngoài những cái bên ngoài á, thì cái phần mặt chứa này á, mặc dù là sẽ rất là ít người ta nhìn, nhưng mà hãng cũng rất chăm chút, như là mình sẽ có những cái đường vân đây ha, có dòng chữ Ryder nè, hay là chúng ta sẽ có một cái logo MSI, và những cái phần chân đế họ cũng làm cách điệu để mà tạo tăng được cái điểm nhấn cho cái chiếc máy này, và nó là rất là ngầu. Còn về cái việc mà kết nối thì cái chiếc Ryder GE78HX này á, nó vẫn được trang bị gần như là đầy đủ những kết nối cho cả hai bên và phía sau. Chúng ta có USB-C, chúng ta có USB-A, chúng ta có DisplayPort, cổng LAN và cổng nguồn các kiểu. Đồng thời thì cái máy này các bạn, mình thấy là nó hơn với lại những cái sản phẩm laptop gaming đối thủ á, đó gì là nó được trang bị một cái khe thẻ nhớ SD các bạn, nằm bên đây nè. Đó. Thì nhờ vào có cái khe thẻ nhớ này á, như là những ai mà làm những công việc về content writer như là mình xài máy ảnh này, thì họ sẽ cần cái khe thẻ nhớ này mình chép dữ liệu á, nó sẽ thuận tiện hơn thay vì mình mua thêm một cái adapter ở ngoài. Thì đây là một cái điểm mình đánh giá rất là cao ha với mình. Rồi thì hai bên cũng sẽ là cái nơi mà nó sẽ có cái phần lo ngoài hai bên đây, và phía trên này cũng sẽ có lo luôn, cho nên là mình đánh giá là cái lo này thì cũng rất là ok. Tiếp theo đó là về cái phần hiển thị ha, thì cái chiếc Ryder GE78HX này giá được trang bị là một cái màn hình kích thước là 17 inch và dùng cái tấm nền là IPS ha, độ dãy là 2K với mức tần số quét là 240Hz. Thì đây là một con laptop gaming, cho nên là đây là những cái thông số rất là cần thiết dành cho những game thủ họ muốn chơi một cái mức gọi là mượt mà nhất có thể ha, đặc biệt là những cái tựa game gọi là bắn súng hoặc là những tựa game đua xe đó, thì rất là mượt luôn. Và nó sẽ vẫn có thiết kế là viền mỏng ở hai bên như thế này, và phía trên này thì mình thấy là nó vẫn khá là mỏng ha, và hãng cũng có trang bị luôn cả một cái webcam cũng như là một cái cơ chế vật lý để mình có thể mình che cái phần webcam này đi, mình muốn gọi là nó an toàn hơn đó. Thì mình đánh giá là về cái chất lượng hiển thị cho con này thì nó vẫn đủ cho các bạn xài cho những nhu cầu không chỉ chơi game, mà bạn vẫn thể dùng nó để mình xài những nhu cầu như là mình chỉnh sửa nè, ảnh, hay là mình có dựng video á, thì cái chất lượng tấm nền của con này vẫn rất là ok nha, mình rất là tự tin khi mình xài với con laptop này. Và cái bản lề của con này các bạn, thì mình thấy việc đóng mở của nó thì rất là chắc chắn nha đó, và nó sẽ mở một góc cũng khá là rộng đó như thế này, và góc của nó thì nó cũng rất là rộng như thế này đây, để vào đây một cái màn hình dạng là chống chói.
Tiếp theo nữa đó là về cái phần bàn phím, độ nảy của cái bàn phím này nó vẫn chưa có thực sự đã lắm ha, nó vẫn còn hơi nông. Cho nên là mình thấy là nếu bạn nào mà không có quá khắt khe thì cái việc mình soạn bản trên con laptop này á thì vẫn cũng ổn nha. Nhưng mà nếu bạn có chơi game á thì mình vẫn khuyên là bạn nên có một cái bàn phím gaming rời ở ngoài á thì chơi nó sẽ sướng hơn. Tất nhiên thì bù lại thì mình thấy là cái layout phím thì thiết kế cũng đẹp và hợp lý. Đặc biệt là mình sẽ có bốn cái phím là A, WSD á thì nó được làm trong suốt ha, để thấy được cái phần khung ở bên trong cũng rất là ấn tượng. Đồng thời thì hãng cũng sẽ có những cái phím tắt được gán xung quanh trên cái bàn phím này để mình thao tác nó sẽ nhanh chóng và nó sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra thì mình thấy là một cái điểm cải thiện nữa chính là cái phần bàn tay cảm ứng các bạn thì được làm rộng hơn ha, và nó sẽ được đặt chính giữa như này, cho nên là cái việc mình thao tác á, thì nó cũng sẽ thoải mái hơn. Và mình thấy là khi mình thao tác chạm nè, rồi nhấn cũng như là mình tắt đa điểm á, phóng to thu nhỏ gì đó thì cuộn trang cũng vậy nữa, thì mình thấy là nó nhạy nhanh và nó chính xác. Và cái điểm mình muốn nói nhanh cuối cùng đó là về cái phần hiệu năng. Thì với phiên bản mình đang trên tay bạn xem á, thì là phiên bản gần như là có một cái cấu hình gọi là mạnh nhất hiện tại đang bán ngoài thị trường, được chuẩn bị là con chip xử lý Intel Core i9-13950HX ha, và với cài đồ họa là GeForce RTX 4080 12GB với 64GB RAM và một cái ổ SD 4T. Nghe dữ không? 4T các bạn ha. Thì với cái con này á, gần như là những cái tác vụ thông thường cho đến gaming, bạn chơi những cái game hiện nay như là PUBG hay là những cái game mà mình thấy là đang rất phổ biến hiện tại á, gần như là nó cán rất là mượt mà ha, kể khi bạn bật gọi là mắc cấu hình luôn, và thêm một số những cái công nghệ khác của MSI. Thì như vậy thì nó sẽ giúp tối ưu hóa về cái hiệu năng. Như vậy thì khi bạn chơi game á thì rất là ổn áp. Như mình nói á, thì vẫn là một cái gì để muôn thuở với hầu hết những cái laptop gaming hiện tại á, đó là máy chỉ thực sự boom hết sức mạnh khi mà bạn cấp nguồn cho nó nha. Còn khi mà bạn xài pin á thì cái hiệu năng của con này nó chỉ cho bạn xài mượt mà những cái tác vụ như là mình chỉnh sửa Photoshop hay là mình có làm những cái tác vụ đa nhiệm nhiều cửa sổ thì ok. Còn bạn chơi game hay là bạn mà có render video á thì nó sẽ không có được mượt đâu, buộc bạn sẽ phải cấm nguồn. Thì như vậy thì nó mới bung được hết cái công suất của cái chiếc máy ra. Thì đó là điểm bạn cần phải lưu ý. Một điểm khác nữa là gì? Do cái chiếc máy này nó sở hữu một cái cấu hình rất là mạnh, cho nên là nó sẽ được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt nó cũng rất là dữ ha. Thì là công nghệ là Coolabook 5 với 2 quạt và 6 cái ống đồng. Thì như mình nói đó, với cái việc mà một cái tản nhiệt nó rất là khủng như này á, đồng nghĩa việc là nó sẽ rất là ồn. Cho nên là khi mình có thử mình chơi game hoặc là mình bật cái chế độ là boost cái tản nhiệt lên đó thì nó sẽ khá là ồn nha. Cho nên là khi bạn xài á, thì một bạn ngồi mình hay là bạn đừng có ngồi kế ai đi cà phê á, thì mày sẽ rất là khó chịu cho người xung quanh. Ok, thì như vậy mình đã có một cái video nhanh cho bạn xem về một con laptop gaming cận cao cấp của nhà MSI ha, trong mắt trong năm nay. Đó là con Radeon RX 78 HX với mức giá bán là khoảng 119 triệu. Đấy, thì với mức giá bán đó thì bạn sẽ có một con laptop rất là hầm hố nha. Đặc biệt là mình rất là kết cái đèn này các bạn, rất là đẹp luôn. Và một con máy laptop mà trọng lượng khoảng 3,1 kg, cấu hình của nó là dư giả các bạn, dư rất dư luôn á. Cái con mà GT Titan mình thấy nó còn dư nữa, thì nếu mà có cơ hội thì mình sẽ mượn được con đó mình quay cho bạn xem, khủng lắm. Con này mình thấy mình xài dư giả cho nhu cầu làm việc lẫn giải trí của mình rồi. Ok, thì bạn nào có ý kiến gì về cái con laptop này thì bạn chỉ việc comment mình dưới video ha. Và nếu như mình có xài được thêm những con laptop gọi là xịn sò khác hay là hay ho khác của nhà MSI á thì mình sẽ chia sẻ cho bạn kỹ hơn. Rồi, chào bạn.